Bồ Tát thành tựu pháp trí huệ, ngộ hiểu vô biên môn chánh pháp, là pháp quang minh điều ngự sư, biết rõ pháp chân thật vô ngại. Bồ Tát tu pháp thập hồi hướng, thành tựu tất cả diệu pháp trí huệ, ngộ hiểu vô lượng vô biên chánh pháp nhãn tạng. Bồ Tát là điều ngự sư của pháp quang minh, biết rõ pháp chân thật chẳng có chướng ngại. Bồ Tát là pháp đại đạo sư, khai thị pháp thâm sâu khó được, dẫn đạo mười phương vô lượng chúng, đều khiến an trụ trong chánh pháp. Bồ Tát vì hoằng dương phải pháp, làm đại đạo sư của chúng sinh, khai thị diệu pháp vô thượng thâm sâu, nhiệm màu khó được, dẫn đạo mười phương vô lượng vô biên chúng sinh đều an trụ ở trong chánh pháp. Bồ Tát đã uống biển Phật pháp, mây pháp mưa khắp mười phương cõi, mặt trời pháp xuất hiện thế gian, xiển dương diệu pháp lợi quần sinh. Bồ Tát đã uống hết nước biển cả Phật pháp, có thể làm mây pháp lớn, mưa pháp vũ lớn, giáo hóa tất cả chúng sinh trong mười phương, giống như mặt trời pháp xuất hiện nơi thế gian, khắp nơi xiển dương diệu pháp làm lợi ích tất cả chúng sinh. Thường làm pháp thí chủ khó gặp, biết rõ vào pháp phương tiện khéo, pháp quang thanh tịnh chiếu tâm họ, nơi đời nói pháp luôn không sợ. Bồ Tát chẳng dễ gì gặp được. Bồ Tát thường dùng pháp để bố thí, cho nên gọi là pháp thí chủ. Bồ Tát biết phương tiện khéo léo làm thế nào để vào pháp, dùng quang của pháp thanh tịnh chiếu khắp tâm chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được đại trí huệ, đại biện tài, đại thọ dụng, đại an lạc. Bồ Tát ở trong cõi nước chư Phật mười phương diễn nói tất cả diệu pháp, giáo hóa tất cả chúng sinh thường không sợ hãi. Khéo tu các pháp tâm tự tại đều được ngộ vào các pháp môn, thành tựu biển diệu pháp thâm sâu, khắp vì chúng sinh đánh chống pháp. Bồ Tát khéo tu pháp môn lục độ đắc được tâm nhậm phận tự tại, tức cũng là sức thần thông. Vì tu lục độ nên được ngộ vào tất cả pháp môn, thành tựu 84.000 pháp môn. Bồ Tát có thể thành tựu biển pháp thâm sâu vì diệu, khắp vì chúng sinh đánh chống pháp, khiến cho tất cả mê mộng liền thích tưởng. Tuyền nói, pháp thâm sâu hỷ hữu, dùng pháp nuôi lớn các công đức, đầy đủ tâm pháp hỷ thành tịnh, thị hiện thế gian tạng Phật pháp. Bồ Tát tuyên nói diệu pháp thâm sâu hỷ hữu, khiến cho chúng sinh đều thấu hiểu thông đạt tất cả pháp lý, như có thể y theo pháp tu hành thì sẽ chứng được quả vị Bồ Đề. Bồ Tát vì chúng sinh nói pháp, dùng pháp để nuôi lớn tất cả căn lành công đức, khiến cho tăng trưởng thành thục. Phàm là chúng sinh nghe được pháp thì sáu căn đầy đủ thanh tịnh, pháp hỷ sung mãn, tâm sinh hoàn hỷ. Bồ Tát thế Phật giáo hóa chúng sinh, cho nên hay khai thị thế gian bảo tạng Phật pháp, do đó vào sâu tạng kinh trí huệ như biển, được chư Phật pháp vương quán đảnh, thành tựu thân pháp tánh trí tạng, đều hiểu rõ được pháp thật tướng, an trụ tất cả các pháp lành. Bồ Tát làm đại pháp vương của mười phương chư Phật, tương lai sẽ thành Phật, cho nên được chư Phật đến quán đảnh, thành tựu thân pháp tánh trí huệ bảo tạng, đều hiểu rõ được lý thể các pháp thật tướng, luôn luôn an trụ ở trong tất cả các pháp lành. Bồ Tát tu hành thí bậc nhất, được tất cả Như Lai mừng khen, chỗ làm đều được Phật nhẫn khả, nhờ đó thành tựu nhân trung tồn. Bồ Tát thường tu hành bố thí bậc nhất, tức là bố thí ba la mật, hết thảy tất cả chư Phật đều khen ngợi hoan hỷ. Bồ Tát làm tất cả các pháp đều được Phật nhẫn khả mà ân chứng, nhờ đó mà thành tựu nhân trung tồn, tức là bậc trên hết. Bồ Tát thành tựu thần diệu pháp đều từ pháp chư Phật hóa sinh, vì lợi chúng sinh làm đèn pháp, diễn nói vô lượng pháp tối thắng. Bồ Tát tu hành tất cả pháp môn, cho nên thành tựu pháp thân vi diệu không thể nghĩ bàn. Thần tự ở chỗ chư Phật đắc được pháp của chư Phật, từ pháp mà hóa sinh, vì lợi ích tất cả chúng sinh mà làm đèn báo pháp, chiếu sáng mười phương thế giới, vì chúng sinh diễn nói vô lượng pháp thủ thắng. Tùy sự tu hành bố thí pháp, tức cũng quán sát căn lành đó, vì chúng sinh làm các việc thiện đều dùng trí huệ mà hồi hướng. Bồ Tát tùy thời tùy lúc tu hành pháp thí trong pháp môn bố thí để giáo hóa tất cả chúng sinh, thời thường quán sát căn lành của chúng sinh thành thục rồi hoặc chưa thành thục, do đó vì người nói pháp theo bệnh cho thuốc. Bồ Tát làm tất cả Phật sự, gieo trồng tất cả căn lành, đều vì chúng sinh mà tu hành, đều dùng trí huệ diệu quan sát trí, để vì chúng sinh hồi hướng. Hết thảy pháp công đức thành Phật, đều đem hồi hướng các quần sinh, nguyện cho tất cả đều thanh tịnh, đến bờ bên kia Phật trang nghiêm. Pháp môn của Bồ Tát tu hành, tích tụ pháp công đức thành Phật,
hoàn toàn hồi hướng bố thí cho tất cả chúng sinh, nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được trí huệ thanh tịnh, có thể trở về cội nguồn cải tà quy chánh, đắc được pháp thân thanh tịnh vốn có, đến được bờ bên kia sự trang nghiêm của mười phương chư Phật. Mười phương cõi Phật vô lượng biên, đều đủ vô lượng đại trang nghiêm. Như vậy trang nghiêm không nghĩ bàn, dùng hết trang nghiêm một cõi nước. Cõi nước của mười phương chư Phật đều khó tính biết được, thảy đều đầy đủ vô lượng vô biên đại trang nghiêm. Sự trang nghiêm đó không thể nghĩ bàn, dùng hết tất cả sự trang nghiêm đó để trang nghiêm một cõi Phật. Cõi nước của mười phương chư Phật cũng tình hình như vậy. Hết thảy trí thành tịnh của Phật, nguyện khiến chúng sinh đều đầy đủ, giống như phổ hiền chân Phật tử, tất cả công đức tự trang nghiêm. Hết thảy trí huệ thanh tịnh của mười phương chư Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ, giống như Bồ Tát Phổ Hiền, vì đệ tử chân chánh của Phật, tất cả công đức lành đều đầy đủ tự trang nghiêm. Thành tựu sức thần thông rộng lớn, đi đến thế giới đều khắp cùng, tất cả chúng sinh không thừa sót, đều khiến tu hành Bồ Tát Đạo. Bồ Tát thành tựu sức thần thông rộng lớn, có thể đến khắp cùng mười phương tất cả thế giới, giáo hóa tất cả chúng sinh chẳng có thừa sót. Tóm lại, hết thảy chúng sinh đều được Bồ Tát giáo hóa, đều có thể tu hành đạo của Bồ Tát tu. Chỗ chư Phật Như Lai khai ngộ, mười phương vô lượng các chúng sinh, tất cả đều khiến như phổ hiền, tu hành đầy đủ hạnh tối thượng. Thần thông diệu dụng của mười phương chư Phật dùng quang minh gia bị mười phương vô lượng chúng sinh, khiến cho họ khai ngộ, khiến cho tất cả chúng sinh đều giống Bồ Tát phổ hiền, tu hành đầy đủ hạnh Bồ Tát tối thượng. Chư Phật Bồ Tát đã thành tựu đủ thứ các công đức khác nhau, công đức như vậy vô lượng biên, nguyện khiến chúng sinh đều viên mãn. Chư Phật và Bồ Tát thành tựu vô lượng vô biên đủ thứ các công đức khác nhau như vậy, nguyện khiến cho tất cả chúng sinh đều có thể đắc được viên mãn đủ thứ công đức. Bồ Tát đầy đủ sức tự tại, chỗ đáng học đều đi đến học, thị hiện tất cả đại thần thông đến khắp mười phương vô lượng cõi. Bồ Tát đầy đủ sức nhậm vận tự tại, đáng đến chỗ vị Phật nào học tập Phật Pháp, thì đến chỗ vị đó học tập Phật Pháp. Bồ Tát thường thị hiện hết thảy đại thần thông đến khắp mười phương vô lượng cõi nước của chư Phật để giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát có thể trong một niệm thấy vô số Phật đồng chúng sinh, lại ở trong một lỗ chân lông, nhiễm hết các Pháp đều thấy rõ. Bồ Tát có thể ở trong một niệm, có thể thấy vô số các Đức Phật đồng chúng sinh, lại có thể ở trong một lỗ chân lông, nhiễm hết tất cả các Pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều hiểm rõ nhìn thấy cảnh giới đó. Chúng sinh thế gian vô lượng biên, Bồ Tát đều phân biệt biết được. Chư Phật vô lượng đồng chúng sinh, đại tâm cúng dường đều khắp hết. Chúng sinh thế gian khó mà tính đếm được, nhưng Bồ Tát đều phân biệt được rõ ràng. Còn biết có bao nhiêu chúng sinh, mười phương chư Phật số lượng nhiều đồng với chúng sinh, Bồ Tát phát tâm đại Bồ Đề cúng dường hết thảy mười phương chư Phật. Tóm lại, chẳng có một vị Phật nào không cúng dường. Đủ thứ hương thơm hoa tốt đẹp, châu báu xiêm y và phát lọng, phân bố pháp giới đều đầy rẫy, phát tâm cúng khắp mười phương Phật. Bồ Tát dùng đủ thứ hương thơm quý và hoa tốt đẹp, tất cả các châu báu, tất cả xiêm y, tất cả phan báu, tất cả lọng báu, những đồ trang nghiêm đó, phân bố nơi pháp giới đầy rẫy tất cả mọi nơi. Bồ Tát phát tâm đại Bồ Đề cúng dường khắp mười phương chư Phật. Trong một lỗ lông đều thấy rõ, số vô lượng Phật không nghĩ bàn, tất cả lỗ lông đều như vậy, lễ khắp tất cả đèn thế gian. Bồ Tát có thể ở trong một lỗ chân lông đều thấy rõ tất cả chư Phật, có vô lượng chư Phật nhiều không thể nghĩ bàn, nhìn được rất rõ ràng. Ở trong tất cả lỗ chân lông cũng đều như vậy, đảnh lễ khắp tất cả đèn thế gian, tức cũng là Phật. Dùng thân thứ tự cung kính lại, như vậy vô biên Phật tối thắng, cũng dùng lời lẽ khen ngợi khắp hết thuở vị lai tất cả kiếp. Bồ Tát nằm thẻ sát đất thứ tự để cung kính lễ lại chư Phật, vô biên Phật tối thủ thắng, lại dùng lời lẽ để khen ngợi, dù hết kiếp thuở vị lai tất cả kiếp cũng khen ngợi như vậy. Một chỗ Như Lai cúng dường đủ số đó vô lượng đồng chúng sinh, như vậy cúng dường một Như Lai, tất cả Như Lai cũng như thế. Ở tại chỗ của một vị Phật cúng dường đồ trang nghiêm, số mục đó vô lượng đồng với số của chúng sinh, như vậy cúng dường một vị Phật, tất cả vị Phật cũng tình hình như vậy. Cúng dường khen ngợi các Như Lai hết tất cả kiếp thế gian đó, thế gian kiếp số có thể hết, Bồ Tát cúng dường không ngừng nghỉ.
Phàm là người tu hành Bồ Tát Đạo phải cúng dường Tam Bảo, khen ngợi Tam Bảo, lễ bái Tam Bảo, phải hết tất cả kiếp thế gian. Kiếp số thế gian tuy nhiên có lúc sẽ hết, nhưng Bồ Tát cúng dường mười phương chư Phật chẳng có lúc nào ngừng nghỉ giải đãi. Tất cả thế gian đủ thứ kiếp, trong những kiếp đó tu các hạnh, cung kính cúng dường một Như Lai, hết tất cả kiếp không nhàm đủ. Tất cả thế gian có đủ thứ kiếp, và trong tất cả kiếp tụ tập tất cả các hạnh, hạnh Bồ Tát, cung kính cúng dường một vị Phật, dù trải qua hết tất cả kiếp cũng không khi nào cảm thấy nhàm mỏi. Như vô lượng kiếp cúng một Phật, cúng tất cả Phật đều như vậy, cũng không phân biệt kiếp số đó, với sự cúng dường không nhàm mỏi. Như ở trong vô lượng kiếp cúng dường một vị Phật, cúng dường tất cả vị Phật cũng như vậy, cũng không phân biệt có bao nhiêu kiếp số, chẳng vì kiếp số quá nhiều thời gian lâu dài mà đối với sự cúng dường sinh ra tâm nhàm mỏi, bất cứ lúc nào vẫn cung kính kiền thành cúng dường mười phương chư Phật. Pháp giới rộng lớn không bờ mé, Bồ Tát quán sát đều thấu rõ, dùng hoa sen lớn dài khắp nơi thí vô lượng Phật đồng chúng sinh. Pháp giới rộng lớn nhất mà chẳng có bờ mé, Bồ Tát dùng năm nhãn, thiền nhãn, nhục nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn để quan sát, hoàn toàn thấu rõ hiểu được, biết bờ mé rốt ráo, dùng hoa sen lớn đầy khắp trong đó, bố thí cho vô lượng đức Phật nhiều đồng với số chúng sinh. Hoa báu hương sắc đều viên mãn, thanh tịnh trang nghiêm rất vi diệu, tất cả thế gian không thể dụ, cầm đem cúng dường nhân trung tôn. Mùi hương và nhan sắc của hoa sen báu đều viên mãn, không những thành tịnh trang nghiêm mà còn rất vi diệu. Cảnh giới hoa sen đó tất cả thế gian đều không thể sánh bằng. Bồ Tát tay cầm hoa sen đến cúng dường đấng nhân trung tôn Phật. Chúng sinh số đồng vô lượng cõi, các lọng báu đẹp đầy trong đó, đều đem cúng dường một Như Lai, cúng tất cả Phật đều như vậy. Phàm là vật có mạng sống đều là chúng sinh. Chúng duyên già hợp mà sinh gọi là chúng sinh. Chúng duyên tức là đất nước, gió lửa bốn đại, thêm vào thức thì thành chúng sinh. Phàm là chúng sinh có khí huyết là hữu tình chúng sinh, động vật. Chúng sinh chẳng có khí huyết là phụ tình chúng sinh, thực vật. Số lượng chúng sinh rất nhiều, chẳng cách gì thống kê ra được rốt ráo có bao nhiêu. Có chúng sinh số đồng với cõi Phật, đều dùng các lọng báu đẹp đầy rẫy ở trong mỗi cõi Phật, đem tất cả lọng báu đẹp đó để cúng dường một vị Phật. Chẳng những cúng dường một vị Phật là như vậy, mà còn cúng dường tất cả chư Phật cũng đều như vậy. Chúng ta là người học Phật Pháp, phải đạp trên mặt đất mà tu hành. Thành thật dụng công, đừng tham đổ hư danh. Nếu thích giả danh thì chẳng có ích gì đối với việc tu đạo. Chúng ta phải làm đến việc hữu thật vô danh, đừng có tham cầu việc hữu danh không thật. Hữu danh không thật là tốt giả. Có thật tại sự tướng biểu hiện ra, đây gọi là hữu thật vô danh. Đừng tham cầu giả danh, cử chỉ hành động, lời nói việc làm đều phải chân thật mà làm. Làm nhiều điều chân thật, đó mới là bản sắc của Phật giáo đồ, nhất định phải ở trong nội tâm sung thực đạo đức, có học vấn, có trí huệ, đó mới là có bản lãnh. Đừng tham danh của thế gian, thích cái tốt của thế gian, đó là nở hoa dại mà chẳng kết quả thật. Điểm này rất quan trọng, hy vọng các vị chú ý. Hương thòa thù thắng không gì sánh, tất cả thế gian chưa từng có, đem đến cúng dường thầy trời người, cùng tận chúng sinh đồng số kiếp. Dùng hương thòa tối thượng đặc biệt thù thắng không cách chi so sánh được, và trên thế gian chưa từng có thứ hương này. Dùng thứ hương thòa này cúng dường thầy trời người Phật, cùng tận chúng sinh đồng với số kiếp, cúng dường chư Phật không ngừng nghỉ. Hương bột, hương đốt, hòa thượng diệu, châu báu, y phục, đồ trang nghiêm, như vậy cúng dường các đức Phật, hoàn hỷ phụng sự không nhàm đủ. Dùng hương bột và hương đốt để trang nghiêm, dùng hoa đẹp thượng hạng để trang nghiêm, dùng tất cả châu báu để trang nghiêm, dùng tất cả y báu để trang nghiêm, đem đủ thứ đồ trang nghiêm để cúng dường chư Phật, tâm sinh hoàn hỷ, phụng sự đức Phật, chẳng có lúc nào nhàm chán và biết đủ. Số chiếu thế đăng đồng chúng sinh, niệm niệm thành tựu đại bồ đề, cũng dùng vô biên kệ tán thán, cúng dường đấng điều ngự trong đời. Đấng chiếu thế đăng Phật, nhiều đồng với số chúng sinh, ở trong niệm niệm thành tựu đại bồ đề, dùng vô lượng vô biên bài kệ để tán thán khen ngợi công đức của chư Phật, cúng dường đấng điều ngự Phật trong đời. Số Phật thế tôn như chúng sinh, đều tu diệu cúng dường vô thượng. Số vô lượng kiếp như chúng sinh, như vậy khen ngợi không cùng tận.
Phật Thế Tôn nhiều giống như chúng sinh, trong quá khứ đều tu diệu cúng dường vô thượng, vô lượng kiếp, nhiều giống như số chúng sinh, như vậy tán thán khen ngợi Phật, khen ngợi Pháp, khen ngợi Tăng, vĩnh viễn cũng khen ngợi không xong, chẳng khi nào hết được. Khi cúng dường chư Phật như vậy, nhờ Phật thần lực đều khắp cùng, đều thấy mười phương vô lượng Phật, an trụ hạnh Bồ Tát phổ hiện. Khi rộng tu cúng dường chư Phật như vậy, nhờ đại oai thần lực của mười phương chư Phật tận hư không khắp pháp giới, khắp nơi đều đầy rẫy sự cúng dường như vậy. Khi tu pháp môn cúng dường như vậy, Bồ Tát đều thấy vô lượng chư Phật trong mười phương ba đời, an trụ trong đại hạnh của Bồ Tát phổ hiện tu. Quá khứ, vị lai và hiện tại, hết thảy tất cả các căn lành, khiến tôi thường tu hạnh phổ hiền, sớm được an trụ bậc phổ hiền. Hết thảy tất cả các căn lành trong quá khứ, hiện tại, vị lai, khiến cho tôi, Bồ Tát Kim Cang Tràng, thường tu đại hạnh đại nguyện của Bồ Tát phổ hiền tu, sớm được an trụ ở địa vị của Bồ Tát phổ hiền. Thấy biết của tất cả Như Lai, thế gian vô lượng các chúng sinh, đều nguyện đầy đủ như phổ hiền, là bậc thông huệ được khen ngợi. Mười phương ba đời tất cả chư Phật thấy biết thế gian vô lượng chúng sinh hoàn toàn đầy đủ đại hạnh đại nguyện giống như Bồ Tát phổ hiền tu, là bậc thông minh trí huệ được tán thán khen ngợi. Đó là mười phương các đại sĩ cùng nhau tu trì hạnh hồi hướng. Chư Phật Như Lai vì tôi nói hạnh hồi hướng này vô thượng nhất. Pháp môn hồi hướng này mười phương các đại sĩ Bồ Tát cùng nhau tu hạnh hồi hướng. Mười phương chư Phật vì tôi Bồ Tát Kim Cang Tràng nói pháp môn này, hạnh hồi hướng này là pháp môn vô thượng nhất. Mười phương thế giới không thừa sót, tất cả các chúng sinh trong đó đâu chẳng khiến họ được khai ngộ, đều khiến thường như hạnh phổ hiền. Trong mười phương thế giới, hết thảy tất cả các chúng sinh, không thừa sót một chúng sinh nào, đều khiến cho họ đều được khai ngộ, khiến cho tất cả chúng sinh thường tu giống như đại hạnh của Bồ Tát phổ hiền. Bồ Tát hồi hướng hạnh bố thí, cũng lại bền giữ các giới cấm, tinh tấn lâu dài không khiếp lùi, nhẫn nhục nhu hòa, tâm không động. Bồ Tát là tự giác giác tha, tự độ độ tha, tự lợi lợi tha, cho nên tư tưởng của Bồ Tát và tư tưởng của phàm phu trái ngược nhau. Phàm phu chỉ muốn lợi mình mà thôi, chẳng muốn lợi ích cho người khác. Bồ Tát thì quên lợi ích cho chính mình mà luôn luôn có tâm lợi ích cho người khác. Do đó đồng thể đại bi, Bồ Tát và chúng sinh đồng một thể, cho nên mình đắc được lợi ích cũng muốn cho chúng sinh được lợi ích. Bồ Tát đã thoát khỏi ba cõi chấm dứt sinh tử, cũng muốn khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi ba cõi chấm dứt sinh tử. Bồ Tát muốn tự mình đắc được trí huệ chân chánh, cũng muốn cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ chân chánh. Do đó mà Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, đem đủ thứ căn lành của mình tu tập được hồi hướng cho chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh cũng đắc được căn lành giống như mình. Bồ Tát tu hạnh bố thí hồi hướng như vậy, lại bền giữ các giới cấm. Bồ Tát chẳng những không giết hại, mà cho đến tâm niệm giết hại cũng không sinh ra. Chẳng những không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, mà cho đến tâm niệm cũng không sinh ra. Thời gian Bồ Tát rất lâu dài, chẳng những bố thí trì giới mà còn tinh tấn, chẳng sinh tâm thối chuyển, chẳng giống như chúng ta giữ giới chưa đến 2 ngày rưỡi thì tà trì tà kiến, tà niệm tà dục sinh ra. Tinh tấn chẳng chân thật, một nóng 10 lạnh, đó còn là tinh tấn chăng? Bồ Tát vĩnh viễn tinh tấn, vĩnh viễn nhẫn nhục, nhẫn điều mà người khác không nhẫn được, nhường điều người khác không nhường được, tâm này động, rất nhu hòa, chẳng có tâm sân hận. Trong tâm thanh tịnh thì tự nhiên chẳng có phiền não, bất cứ phiền não gì cũng đều nhận thọ nơi tâm. Thiền định giữ tâm thường một duyên, trí huệ rõ cảnh đồng tam muội, khứ lai hiện tại đều thông đạt, thế gian không ai biết bờ mé. Bồ Tát tu thiền định nhiếp lấy tâm mình, khiến cho tâm không tán loạn, chuyên nhất tu định, chẳng có mọi vọng tưởng. Trí huệ bát nhã thấu rõ tất cả cảnh giới, giống như chánh định chánh thọ. Bồ Tát đối với đời quá khứ, hiện tại và vị lai ba đời, thảy đều thông đạt vô ngại. Chúng sinh thế gian chẳng biết được bờ mé căn lành của Bồ Tát. Bồ Tát thần tâm và nghiệp lời, chỗ làm như vậy đều thanh tịnh, tu hành tất cả không thừa sót, đều đồng với Bồ Tát phổ hiền. Thần nghiệp, lời nghiệp, ý nghiệp của Bồ Tát đều thanh tịnh. Thần nghiệp thanh tịnh thì không giết hại, trộm cắp, dâm dục. Lời nghiệp thanh tịnh thì không nói dối, nói thêu dệt, hai lưỡi chửi mắng. Ý nghiệp thanh tịnh thì không có tham sân si. Chỗ làm đều đã thanh tịnh. Tất cả pháp môn
đều tu hành đến cảnh giới viên mãn, chẳng có pháp môn nào thừa sót không tu hành, hoàn toàn đồng với Bồ Tát Phổ Hiền. Ví như pháp giới không phân biệt, hỷ luận nhiễm trước đều hết sạch, cũng như niết bàn không chướng ngại, tâm tưởng như vậy lìa chấp lấy. Ví như pháp giới chẳng có sự phân biệt, chẳng có hỷ luận, chẳng có nhiễm ô, chẳng có chấp trước, những tập khí ma bệnh này đều đã diệt hết sạch vĩnh viễn, giống như niết bàn thường lạc ngã tịnh, chẳng có mọi sự chướng ngại, tâm của Bồ Tát lìa khỏi mọi sự vọng tưởng chấp lấy. Pháp tù hồi hướng của bậc trí, chư Phật Như Lai đã khai thị, đủ thứ căn lành để hồi hướng cho nên thành tựu Bồ Tát Đạo. Người có trí huệ, tù pháp môn hồi hướng, đã được mười phương chư Phật khai thị và còn tu tập đủ thứ căn lành, thầy đều hồi hướng cho chúng sinh, do đó mới thành tựu Bồ Tát Đạo. Phật tử khéo học hồi hướng này, vô lượng hạnh nguyện đều thành mãn, nhiếp lấy pháp giới không hết thừa, cho nên thành tựu sức thiện thệ. Phật tử khéo học pháp môn hồi hướng này, vô lượng hạnh nguyện thảy đều thành tựu viên mãn, nhiếp lấy hết thảy chúng sinh pháp giới, chẳng thừa sót một chúng sinh nào, do đó mới thành tựu sức của đấng thiện thệ, tức cũng là Đức Phật. Bồ Tát trước khi thành Bồ Tát cũng là chúng sinh, cũng là phàm phu tục tử giống như chúng ta, chẳng có điểm gì khác biệt. Bất quá ngài phát tâm Bồ Đề, giác ngộ khổ sinh tử, chẳng có lúc nào chấm dứt, cho nên mới tu đạo. Tu đạo gì? Tu Bồ Tát đạo, đem căn lành của mình tu tập được, hồi hướng hết cho chúng sinh, hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng về thật tế, chẳng giữ lại cho mình. Trong lúc Bồ Tát tu đạo, dũng mãnh tinh tấn tuyệt đối không giả đãi, tu hành đến trình độ tương đương thì khai ngộ, khai mở trí huệ, không còn mê hoặc nữa, không còn vô minh, không còn tâm tham, tâm sân, tâm si, tất cả đều giác ngộ là vô thường, khổ, không, vô ngã, cho nên gọi là Bồ Tát. Bồ Tát vốn gọi là Bồ Đề Tát Đoà, vì gọi tát cho nên gọi là Bồ Tát. Bồ Đề dịch là giác, Tát Đoà dịch là hữu tình, tức là giác hữu tình. Ngài muốn giác ngộ tất cả hữu tình, chúng sinh, lại có thể nói là hữu tình giác, tức là một vị giác ngộ ở trong chúng sinh. Ngài đem đạo lý của mình đã giác ngộ để giác ngộ tất cả chúng sinh, cho nên gọi là hữu tình giác. Đó là ý nghĩa đại khái về Bồ Tát. Pháp môn Bồ Tát tu tập là lục độ vạn hạnh. Lục độ tức là bố thí đối trị san tham, trì giới đối trị hủy phạm, nhẫn nhục đối trị sân hận, tinh tấn đối trị giải đãi, thiền định đối trị tán loạn, trí huệ đối trị ngu si. Người ban đầu phát tâm ở trong lục độ này, lấy nhẫn nhục ba la mật làm trọng. Thế nào là nhẫn nhục? Nói đơn giản là bạn không có lỗi lầm, mà có người phê bình bạn không đúng. Bạn chẳng có chỗ nào sai, mà có người cố ý nói bạn sai. Cảnh giới này đến, bạn nhẫn nhục được thì tự nhiên vô sự, hóa hùng thành cát. Bạn chẳng có phạm giới, mà người khác nói bạn phạm giới, bạn phải nhẫn. Tất cả mọi việc không danh dự xảy đến với bạn, bạn phải nhẫn. Tóm lại, tất cả nghịch cảnh đến, phải nhẫn, nhẫn, nhẫn. Đó mới là hành vi của Bồ Tát. Do đó, hãy nhận là mình sai, đừng nói lỗi người khác. Lỗi người tức lỗi mình, đồng thể gọi đại bi. Có hoài bão như vậy tức là Bồ Tát. Nếu muốn thành tựu lời Phật nói, Bồ Tát hạnh rộng lớn thù thắng, nên khéo an trụ hồi hướng này, các Phật tử đó hiệu Phổ Hiền. Nếu muốn thành tựu pháp môn của mười phương chư Phật nói ra, Bồ Tát phải tu hạnh rộng lớn thù thắng, phải thường tu pháp môn hồi hướng này. Đây gọi là đại hạnh đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Tất cả chúng sinh tính đếm được, tâm lượng ba đời có thể biết. Như vậy Phổ Hiền, các Phật tử, công đức bờ mé khó dò được. Hê thầy, tất cả số mục chúng sinh có thể tính đếm được, tâm lượng của chư Phật và chúng sinh ba đời cũng có thể biết được rõ ràng. Nhưng bờ mé hết thầy công đức của Bồ Tát Phổ Hiền và tất cả đệ tử không cách chi chắc lượng được. Lông lường hư không biết bờ mé, các cõi hạt bụi biết được số. Như vậy chư Phật, các Phật tử, trụ nơi hạnh nguyện không lường được. Dùng một sợi lông để chắc lượng hư không lớn bao nhiêu có thể biết được bờ mé, tức cũng là lường được hư không. Cõi nước của mười phương chư Phật đập nát thành bụi cũng có thể biết được có bao nhiêu hạt bụi. Nhưng công đức hạnh nguyện của chư Phật và tất cả đệ tử Phật tu thập hồi hướng không cách chi đo lường được có bao nhiêu. Hết tập 14.